안녕하세요, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục bỏ túi những cái câu tiếng Hàn thực tế. Những cái câu này thì rất là ngắn gọn, dễ dùng, dễ sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Và hôm nay sẽ là tập số 10 trong series 999 câu tiếng Hàn thực tế. Các bạn hãy nghe và nhắc lại nhé. 여러분 잘 듣고 따라 해볼까요? 네, 와, 연락. 저는 좋아합니다. 저는 좋아합니다. 저는 좋아합니다. Tôi thích. 저는 좋아합니다. Tôi thích. Các bạn có 좋아하다 là động từ mang nghĩa là thích. 좋아합니다. Tôi thích ạ. 나쁘지 않습니다. 나쁘지 않습니다. 나쁘지 않습니다. Không tệ. 나쁘지 않습니다. Không tệ. Hoặc là không xấu. Các bạn có từ 나쁘다 mà nghĩa là xấu hoặc là tệ. Còn 지 않습니다 mà nghĩa là không. Đuôi câu phủ định. 아주 좋아요. 아주 좋아요. 아주 좋아요. Rất tốt hoặc là rất được hoặc là rất thích. Các bạn có từ 좋아요. Từ này nó vừa là tính từ vừa là động từ, nó mang nghĩa là tốt hoặc là được hoặc là thích. Ví dụ là 저는 아주 좋아요. Tôi rất là thích nó, hoặc là 아주 좋아요 có thể là gì nhỉ? Rất là tốt đấy. 아주 mang nghĩa là rất, 좋아요 tốt hoặc là được hoặc là thích. 저도요. 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 Tôi cũng vậy hoặc là em cũng vậy. Ví dụ là gì nhỉ? Mua máshileo. Em uống gì? Trả lời rằng 저는 커피를 마셔요. Em uống cà phê. Thế thì bạn kia nói là 저도요. Mình cũng vậy hoặc là tôi cũng vậy hoặc là em cũng vậy. Tức là thể hiện cái sự đồng quan điểm. 저 có nghĩa là em, mình, tôi, một từ xưng hô rất là lịch sự, thể hiện cái sự khiêm nhường. Ví dụ là gì nhỉ? Em hoặc là tớ hoặc là con. Tù là cũng, dù có hiểu là em cũng thế ạ, à, tôi cũng vậy. 그냥 농담한 거야. 그냥 농담한 거야. 그냥 농담한 거야. Đùa thôi mà. Hoặc là gì nhỉ? Chỉ đùa thôi mà. 그냥 có nghĩa là gì nhỉ? Cứ thế, cứ vậy. Nung tam có nghĩa là đùa cợt, sự đùa cợt đấy. Nung tam ha ta, động từ mà nghĩa là đùa cợt. Đùa cợt có niên có ya, bạn hiểu là chỉ là đang, chỉ là từ đang đùa thôi mà. Cứ nhong nung tam hân có ya, đùa thôi mà. Thứ đâu xeo, thứ đâu xeo, thứ đâu xeo, mời vào, hoặc là vào đi ạ. Thứ đâu xeo, mời vào. Các bạn có động từ là 들어오다 mà nghĩa là đi vào, 세요 là hãy, hãy vào đi hoặc là mời vào. 앉으세요. 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 Mời ngồi. 앉으세요. Nối một phụ âm lên đây. 앉으세요. Mời ngồi. 가자. 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 Đi thôi, đi nào. Một câu rủ rê, chúng mình đi thôi hoặc là bọn mình đi thôi nào hoặc là chúng ta đi thôi nào. Các bạn nhớ là dùng với mối quan hệ ngang hàng xuồng xã không kính ngữ nhé. Còn với người trên cần thể hiện sự lịch sự tôn kính thì các bạn không nói kiểu câu này. Các bạn có động từ này là ka, trong từ ka ta là đi. Cha, đuôi câu rủ rê, mệnh lệnh đề nghị cả hai cùng thực hiện hành động. 가자, đi thôi. 정말요? 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 Thật sao? Hoặc là thật thế á? 정말요? Các bạn chú ý phát âm, biến âm. 정말요? 정말요? Thật sao? Hoặc là thật thế hả? Hoặc là thật á? Cái từ 정말 mà nghĩa là thật hoặc là thực sự. Còn khi các bạn thêm đuôi 요, một hình thức kết thúc đuôi câu lịch sự. Thật thế hả? 정말요? Thật sao? Thật hả? Ví dụ là gì nhỉ? Tớ sắp kết hôn đấy. Thế thì bạn kia nói là 정말요? Thật sao? Thể hiện cái sự ngạc nhiên. 서둘려. 서둘려.
서둘려, nhanh nào. Các bạn có từ 서둘려 hoặc là 서둘려요, có nghĩa là gì nhỉ? Nhanh lên nào hoặc là vội lên nào. 진정해, 진정해, 진정해. Bình tĩnh hoặc là bình tĩnh đi. Các bạn có từ 진정하다 mà nghĩa là bình tĩnh hoặc là trấn tĩnh trong giao tiếp thì các bạn sẽ chia là gì nhỉ? 진정해 hoặc là 진정해요. Bình tĩnh đi nào. 조심해, 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 조심하다, 망가라, 조심해. 당신도요, 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 bạn cũng thế nhé. 당신, một từ xưng hô, thường là trong cái mối quan hệ mà các bạn muốn giữ cái khoảng cách, không muốn gần gũi. Hoặc là trong mối quan hệ bạn vợ chồng với nhau thì người ta hay dùng cái từ 당신. Tất nhiên thì 당신 nó không được sử dụng nhiều khi mà các bạn, bởi vì là bản chất của cái từ này nó thể hiện cái sự xa cách, giữ khoảng cách. Còn trong giao tiếp các bạn có thể ví dụ là khi biết chức danh của người ta hoặc là khi các bạn biết tên thì các bạn có thể thay thế cái từ 당신 bằng cái tên của người ta, chẳng hạn như là Phương 씨도요, có nghĩa là gì nhỉ? Phương cũng thế nhé, hoặc là 선생님, 선생님도요, có nghĩa là gì nhỉ? Thầy cũng thế nhé. Thì như vậy thì nó sẽ gần gũi hơn hơn là sau cái từ 당신. 도요 trong trường hợp này có nghĩa là cũng thế, ví dụ là gì nhỉ? Một người nói là gì nhỉ? 행복하세요, có nghĩa là hãy hạnh phúc nhé. Thì bạn này đáp lại gì nhỉ? 감사합니다, 당신도요, cảm ơn nhé, anh cũng thế nhé. 잠깐만 기다려 주세요. 잠깐만 기다려 주세요. 잠깐만 기다려 주세요. Làm ơn đợi chút ạ. 잠깐만 có nghĩa là một chút. 기다려 주세요. Làm ơn hãy đợi. Các bạn có gốc đấy chính là từ 기다리다 là động từ. Còn mang nghĩa là đợi hoặc là chờ. Còn làm ơn hãy đợi hoặc là xin hãy đợi thì các bạn sẽ có là 기다려 주세요. 잠깐만 기다려 주세요. Thực chất ở đây các bạn sẽ có động từ, các bạn chia theo đuôi A hoặc là O hoặc là ha tà biến đổi thành he kết hợp với 주세요, làm ơn hãy làm cái gì đó cho tôi. Cụ thể là 기다리다 thì các bạn sẽ có ri gắn với O viết gọi là thành rio. 기다려 주세요, làm ơn hãy đợi hoặc là xin hãy đợi tôi. 잠깐만 một chút. 잠깐만요, 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 chờ chút ạ, hoặc là đợi chút ạ. 천천히 해, 천천히 해, 천천히 해, làm chậm chậm thôi, hoặc là làm từ từ thôi. 천천히 có nghĩa là từ từ hoặc là chậm chậm. 해 gốc của nó chính là từ 하다. Các bạn chia theo đuôi câu sẽ là gì nhỉ? Thành 해 hoặc là 해요. 천천히 해요. Làm từ từ thôi. 그만해. 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 Dừng lại đi. 그만해. 그만 có nghĩa là ngưng hoặc là dừng. 그만해 có nghĩa là gì nhỉ? Hãy dừng làm cái việc đó lại đi, hoặc là các bạn dịch là dừng lại đi. Một cách lịch sự hơn thì các bạn có thể nói là 그만하세요. Xin hãy dừng lại đi, 그만하세요. Hoặc là dạng đuôi câu thân mật xuống xã, 그만해, dừng lại đi nào. Hoặc là 그만하세요, hãy dừng lại đi ạ. 걱정하지마, 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 đừng lo. 걱정하지마, đừng lo, đừng lo lắng. Các bạn có từ 걱정하다 mà nghĩa là lo lắng, thế thì đừng lo lắng, các bạn sẽ có động từ hoặc là tính từ bỏ tà gắn với chi mà, động từ bỏ tà gắn chi mà. Dạng đuôi lịch sự hơn các bạn sẽ thêm là 치마세요, 걱정하지마세요, đừng lo lắng ạ. 잊지마, 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 đừng quên. Các bạn có từ ít tà là động từ mà nghĩa là quên, thế thì đừng quên, các bạn bỏ tà gắn chi mà. 잊지마, đừng quên, hoặc là 잊지마세요, đừng quên ạ. 어디에, 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 ở đâu.
Ví dụ bạn bè nói chuyện với nhau bảo là gì nhỉ? Có thể gọi là gì? 여보세요? 지금 어디에? Alo, bây giờ ở đâu thế? Khi mà cấu trúc chúng ta học một cách đầy đủ là gì nhỉ? 어디에 있어요? Cậu có nghĩa là gì nhỉ? 지금 어디에 있어요? Bây giờ cậu đang có ở đâu vậy? Nhưng không phải là lúc nào chúng ta cũng cần thiết phải nói theo đầy đủ ngữ pháp. Các bạn chỉ cần nói là gì nhỉ? 어디에? Ở đâu? Ở chỗ nào? 어디에? 언제? 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 Khi nào? Còn cái từ 언제 có nghĩa là khi nào. Ví dụ là gì nhỉ? 언제 cộng với một cái động từ 언제 졸업해요? Hoặc là 언제 졸업했어요? Cậu đã tốt nghiệp từ khi nào? Tuy nhiên trong mối quan hệ không, tuy nhiên khi mà các bạn không muốn lặp lại nhiều ấy, không muốn nói dài câu thì các bạn chỉ cần nói là 언제. Còn thông thường các bạn sẽ có 언제 cộng với một động từ 언제 가요? 언제 여행을 가요? Khi nào thì đi du lịch, hoặc là 언제 쇼핑 hay 언제 쇼핑해요? Khi nào thì đi mua sắm, vân vân. Còn đơn giản khi mà các bạn đã biết nội dung đằng trước là cái gì rồi, các bạn chỉ cần nói là 언제. Ví dụ là gì nhỉ? 다음 주에 친구랑 여행 갈 거예요. Và tuần sau thì tớ sẽ đi du lịch với bạn đấy. Thế thì các bạn này sẽ hỏi là 언제, khi nào. Hoặc một cách đầy đủ hơn sẽ là 언제 여행을 갈 거예요, khi nào cậu sẽ đi du lịch. 좋습니다. 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 Tốt, tốt đấy, hoặc là tốt ạ. Dụ là gì nhỉ? 우리 같이 점심 먹을래요? 좀 có nghĩa là gì nhỉ? 우리 같이 점심 먹을래요? Chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé. Trả lời rằng 좋습니다. Vâng ạ, hoặc là được ạ, hoặc là tốt ạ. Có thể dùng với câu này. 물론입니다. 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 Tất nhiên rồi ạ. 물론입니다. Ví dụ là gì nhỉ? 핸드폰 좀 쓸 수 있어요? Tôi có thể sử dụng điện thoại di động một chút được không? Tức là của bạn đấy. Trả lời rằng 물론입니다. Tất nhiên rồi ạ. Hoặc là 네, 좋습니다. Vâng, được ạ. Hoặc là 물론입니다. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Thì còn có từ 물론. 물론 mà nghĩa là đất, tất nhiên hoặc là đương nhiên. 물론입니다 có nghĩa là tất nhiên rồi ạ. 괜찮습니다. 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 Không sao. Dụ là gì nhỉ? Có thể ai đó hỏi là gì nhỉ? 오늘 기분이 별로 안 좋아요. 무슨 일이 있어요? Hôm nay thì trong cái gương mặt của cậu hoặc là tâm trạng của cậu không tốt, có chuyện gì sao? Bạn này trả lời rằng 아니요, 괜찮습니다. Không ạ, không sao ạ, hoặc là tôi ổn ạ. 괜찮습니다 mà nghĩa là không sao hoặc là ổn. Hoặc là 음식 어때요? 괜찮아요? Món ăn thế nào? Không sao chứ? 네, 괜찮습니다. Vâng, không sao ạ. Thì các bạn có thể sử dụng với 괜찮습니다 để nói về rất là nhiều những cái tình huống ở trong giao tiếp hàng ngày. Người Hàn Quốc sử dụng rất là nhiều. 맞습니다. 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 Đúng rồi. Các bạn có từ 맞다 mà nghĩa là đúng. Còn khi mà nói theo đuôi câu một cách tôn kính trang trọng thì các bạn sử dụng với đuôi 씁니다. 맞습니다. Hoặc đơn giản chỉ cần nhẹ nhàng với cái đuôi 요 là 맞아요. 맞아요. Đúng rồi, đúng rồi ạ. 어디에 있어요? 어디에 있어요? 어디에 있어요? Có ở đâu? Ví dụ hỏi về một đồ vật, ví dụ là gì nhỉ? 차가 어디에 있어요? Có nghĩa là cái xe ô tô có ở đâu? Hoặc đơn thuần là hỏi về một ai đó, ví dụ là 지금 어디에 있어요? Thì nó mang nghĩa là bây giờ bạn đang ở đâu? 어디 có nghĩa là đâu? 뭐뭐에 있어요 là có ở. 어디에 있어요? Có ở đâu? Trả lời 회사에 있어요. Ở công ty. 지금 회사에 있어요. Bây giờ mình đang ở công ty. 전부 고마워요. 전부 고마워요. 전부 고마워요. Cảm ơn vì tất cả. 전부 là tất cả, toàn bộ. 고마워요, cảm ơn. Ví dụ là gì? Tôi cảm ơn vì tất cả. 전부 고마워요. 미안합니다.
미안합니다. 미안합니다. 신로야. 미안합니다. 신로야. Các con sẽ có đây là miyanhada, mà nghĩa là xin lỗi. 대단히 미안합니다. 대단히 미안합니다. 대단히 미안합니다. Rất xin lỗi ạ. Các bạn có 대단히 hiểu là rất hoặc là vô cùng, 미안합니다, xin lỗi. Các bạn dùng khi các bạn thấy thực sự là có lỗi, gây ra lỗi rất là lớn. 충분합니다. 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 Đủ rồi ạ. 충분하다. Mà nghĩa là đủ. 충분합니다. Đủ rồi ạ. 저는 좋아하지 않습니다. 저는 좋아하지 않습니다. 저는 좋아하지 않습니다. Tôi không thích. 좋아하다 là thích. Còn 지 않습니다. Không thích. 감사드립니다. 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 Xin cảm ơn ạ. Các bạn có từ 감사 là cảm tạ, cảm ơn. 드립니다. Các bạn có từ 드리다 mà nghĩa là dâng lên. Các bạn hiểu trong trường hợp này là gì nhỉ? Tôi xin dâng lời cảm ơn. Đây là một hình thức cảm ơn vô cùng trang trọng. 감사드립니다. 그것은 상관없습니다. 그것은 상관없습니다. 그것은 상관없습니다. Cái đó không quan trọng đâu ạ. 그것, cái đó 상관없다 mà nghĩa là không quan trọng, không có liên quan ấy, bạn hiểu là 그것은 상관없습니다. Cái đó không quan trọng đâu. 그것은 심각하지 않습니다. 그것은 심각하지 않습니다. 그것은 심각하지 않습니다. Cái đó không nghiêm trọng đâu. 심각하다, nối âm lên, phát âm thành âm khờ. 심각하다, mà nghĩa là nghiêm trọng, trầm trọng. 지 않습니다, hoặc là 지 않아요, mà nghĩa là không. 그것은 심각하지 않습니다. Cái đó thì không nghiêm trọng đâu. 가치가 없습니다. 가치가 없습니다. 가치가 없습니다. Không có giá trị hoặc là không đáng. 가치 có nghĩa là cái giá trị. 없습니다 không có. 가치가 없습니다. Không có giá trị. 저는 급합니다. 저는 급합니다. 저는 급합니다. Tôi đang vội hoặc là tôi đang gấp. 급하다. Âm bờ và hờ kết hợp với nhau, các bạn sẽ đọc nối lên thành âm thờ. 저는 급합니다. Tôi đang vội, tôi đang gấp lắm. 저는 가야만 합니다. 저는 가야만 합니다. 저는 가야만 합니다. Tôi phải đi. Các bạn có động từ 가다 là phải. 가다 là đi, còn 야만 합니다 là phải. 저는 가야만 합니다. Tôi phải đi rồi. 저는 외출합니다. 저는 외출합니다. 저는 외출합니다. Tôi đang đi ra ngoài. Các bạn có từ 외출하다. 외출하다 mà nghĩa là đi ra ngoài. 잘 자요. 잘 자요. 잘 자요. Ngủ ngon nhé. Một cấu trúc ngủ ngon. 잘 có nghĩa là ngon. 자요 là ngủ. 잘 자요. Ngủ ngon nhé. 기다리게 해서 죄송합니다. 기다리게 해서 죄송합니다. 기다리게 해서 죄송합니다. Xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi. 기다리게 해서 có 기다리다 là đợi hoặc là chờ. Còn mang nghĩa là gì nhỉ? Để bạn phải đợi hoặc để bạn phải chờ, các bạn sẽ có 기다리게 하다. Có nghĩa là làm cho phải đợi hoặc là làm cho phải chờ. 서 mang nghĩa là vì nên. Các bạn có 하다 là gốc động từ khi mà kết hợp với cấu trúc vì nên ấy, thì các bạn sẽ có 하다 biến đổi thành 해 và gắn với 서. 해서 기다리게 해서
Vì làm cho bạn phải đợi nên là 죄송합니다. 네, 나 tôi xin lỗi. 그게 인생이야. 그게 인생이야. 그게 인생이야. Đó mới chính là cuộc đời, hoặc là đó chính là cuộc đời. 그게 cái đó ấy. 인생 có nghĩa là nhân sinh hoặc là cuộc đời. 이야 là 인생이야, hoặc là gốc của nó chính là từ 이다, 인생이다. Còn 이다 này khi mà chia theo cái kiểu đuôi câu thân mật lịch thân mật ngang hàng xuống xã ấy, mà đằng trước 인생 này là một phụ âm, một danh từ kết thúc bằng phụ âm, thì các bạn sẽ có 이다 biến đổi thành 이야. Còn danh từ mà kết thúc bằng nguyên âm thì các bạn sẽ chuyển 이다 thành 야. 그게 인생이야. Đó chính là cuộc đời. 움직여봅시다. 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 Thử cử động xem. Các bạn có từ 움직여보다. 움직여보다 là thử cử động. Còn 비읍시다, đuôi câu mệnh lệnh, hãy thử cử động xem. 제발 조용히 하세요. 제발 조용히 하세요. 제발 조용히 하세요. Làm ơn hãy trật tự. 제발, 제발 làm ơn. 조용히 하다 có nghĩa là gì nhỉ? Giữ trật tự, giữ yên lặng. 세요 hãy, làm ơn hãy trật tự. 먼저 하십시오. 먼저 하십시오. 먼저 하십시오. Làm trước đi ạ, hoặc là anh hãy làm trước đi ạ. 먼저 là trước, trước tiên. 하 trong từ 하다. 십시오, đây câu đề nghị một cách lịch sự. 먼저 하십시오, hãy làm trước đi ạ. 저에게 알려주세요. 저에게 알려주세요. 저에게 알려주세요. Xin hãy nói cho tôi biết. 저에게 có nghĩa là cho tôi. 알려주다 là cho biết. 세요 hãy, xin hãy nói cho tôi biết, hoặc là xin hãy cho tôi biết. 알려주다 là cho biết. Dạng đuôi câu đề nghị các bạn thêm 세요. 저에게 알려주세요. 먼저 가세요. 먼저 가세요. 먼저 가세요. Mời đi trước, hoặc là hãy đi trước đi ạ. 물론 아닙니다. 물론 아닙니다. 물론 아닙니다. Tất nhiên là không. 물론 tất nhiên, đương nhiên. 아닙니다 không phải. Tất nhiên là không phải. 어때요? 맛있어요? 어때요? 맛있어요? 어때요? 맛있어요? Thế nào ạ? À? Ngon không ạ? À? Gọi có từ 어때요? Hỏi về cái cảm nhận. Thế nào? 어때요? Ví dụ là gì nhỉ? 음식 어때요? Món ăn thế nào? Hoặc là 맛이 어때요? Cái vị thế nào? Hoặc là 날씨 어때요? Thời tiết thế nào? Hoặc là 베트남 교 통 어때요? Giao thông Việt Nam thế nào? Còn trong đây thì đằng sau là 맛있어요? Có ngon không? Tức là đang hỏi là về món ăn. Món ăn thế nào? Ngon không ạ? 사실 맛이 없어요. 사실 맛이 없어요. 사실 맛이 없어요. Thật ra, hoặc là nói thật thì không ngon. 사실 có nghĩa là thật ra, sự thật, hoặc là thực là. 맛 có nghĩa là cái vị. 맛이 없어요. 없다 mà nghĩa là không có. Nói thật thì không có vị ngon. Hoặc bạn hiểu là nói thật thì không ngon, hoặc là thật ra thì không ngon. Vừa rồi chúng ta cùng nhau đi vào những cái câu giao tiếp rất là đơn giản đúng không? Đơn giản và mình đã thực hiện nhiều những cái video kiểu như thế này rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn luôn luôn thực hiện những cái video kiểu này nữa để các bạn có thể ôn luyện lại. Bởi vì thực chất những cái câu này các bạn có thể là các bạn nghe nhiều rồi, học nhiều rồi, nhưng mà chưa chắc các bạn đã nhớ. Rất là nhiều câu các bạn thấy rằng nó đơn giản quá, nhưng mà chúng ta không thể nhớ hết được. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của chúng ta là cần phải học hàng ngày. Những câu tưởng đơn giản, nhưng mà nếu các bạn không nói được tốt thì cũng không thể hiện được năng lực của các bạn.
Các bạn hãy cố gắng, chưa cần phải nói những cái câu cao siêu, những cái câu dài, những câu phức tạp, mà hãy nói thật là trôi chảy, bắt đầu từ những cái câu đơn giản như thế này. Thì người ta sẽ thấy rằng, à, tiếng Hàn của các bạn rất là tốt, các bạn học rất là chắc. Nói đơn giản thôi, nhưng mà nói là chỉ có chuẩn và đúng. Chúc các bạn sẽ ghi nhớ và nói tiếng Hàn thật là trôi chảy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. 여러분, 다음에 또 만나요.